Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thi đua yêu nước. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua. Thưa quý vị, Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai từ lâu đã là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái gần xa đến với bao mảnh đời khốn khó, cần giúp đỡ. Những hành động tử tế, lan tỏa tình yêu thương đã góp phần nhân lên bao nghĩa cử nhân văn, nghĩa tình, làm cho cuộc sống quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Bốn giờ sáng, nồi cháo tình thương vì bệnh nhân nghèo đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bắt đầu nổi lửa. Đều đặn mỗi ngày như vậy, suốt 20 năm nay, chỉ trừ chủ nhật và đợt cao điểm thực hiện giãn cách vì đại dịch COVID-19. Trực tiếp đứng bếp là tình nguyện viên thuộc hội viên Hội Từ thiện tỉnh và thầm lặng tiếp sức phía sau họ là các mạnh thường quân, người gắn bó lâu nhất với công việc này đã 20 năm. Của cho không bằng cách cho, ai cũng lăn xả bằng cả tấm lòng vô tư, hào sảng. Nhà tôi ở bên Cù Lao, mỗi ngày sáng ra 3 giờ là tôi lên trên nồi cháo rồi, chuẩn bị cho nấu nồi cháo để 5 giờ những người mà thân nhân người ta đi nuôi bệnh ấy, người ta đến lấy cháo để cho bệnh nhân người ta ăn để người ta khám bệnh sau 5 giờ bác sĩ khám bệnh. Thì ngày nào cũng vậy, ngày mưa cũng như ngày nắng, đúng giờ như vậy là tôi sẽ lên đây nấu. Từ từ rồi chị em cùng với nhau, người nấu, người phát, người thì chuẩn bị. Xong xuôi hết thì khoảng 6 giờ chị phát ấy, chị cũng là người kết thúc cuối cùng. Và tất cả mấy chị em cùng nhau dọn dẹp rồi ra về, chị sẽ đến công ty làm. Rồi còn mấy chị em thì việc ai của người đấy sau kết thúc nồi cháo. Tại thấy mọi người lấy vui lắm, thành ra không có mệt. Làm phát cháo này từ 20 mấy năm rồi, phát cho mọi người, cảm thấy mọi người vui vẻ thì mình vui. Nên nó hả là xuất phát từ cái tâm thôi. Nên đã đi như nhiều lúc mưa gió gì cũng đi, nói chung ngày nào cũng có mặt, từ thứ hai tới thứ bảy ngày nào cũng có mặt đây hết. Sức ăn được chăm chút dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ khâu lựa chọn thực phẩm tươi ngon để chế biến, nguyên liệu nấu cháo thay đổi theo ngày. Những phần cháo nóng hổi kịp trao tận tay người bệnh và thân nhân lúc 5 giờ sáng, làm ấm lòng, tiếp thêm nghị lực để họ sớm chiến thắng bệnh tật. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, nồi cháo đã hết sạch. 130 suất cháo phục vụ miễn phí bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mỗi ngày. Nhất là khỏe cho những người mà khó khổ. Cái như là các cô phục vụ đây rất là tốt, mà cháu ăn thì rất là ngon. Đó, đông ra là rất là cảm ơn cái chương trình này, coi như là duy trì với mãi. Một thời gian dài trước đây, bếp còn cung cấp 150 suất cơm trưa, nhưng hiện việc này tạm gián đoạn do thiếu kinh phí. Mong muốn của thường trực Hội Từ thiện tỉnh hiện nay là bếp cơm sớm được nối lại để có thể san sẻ nhiều hơn với bệnh nhân nghèo. Dưới cái tâm huyết của quý vị lãnh đạo hội thì mới sáng lập ra nồi cháo, nồi cơm tại Bệnh viện Đồng Nai cũ. Thời đó thành lập nồi cơm, nồi cháo mục đích chính phục vụ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mà nằm điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai. Sau khi Bệnh viện Đồng Nai giờ ra đây thì bác sĩ Tuấn tạo điều kiện thuận lợi để cho Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai một cái nơi, một cái phòng là cũng là phát cơm, phát cháo. Mục đích là giúp cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thì do cái kinh phí nó hạn hẹp nên cái nồi cơm tạm dừng. Nhưng mà chúng tôi quyết lòng, quyết tâm để mà duy trì cái nồi cháo. Vì nồi cháo có hiệu quả là các bệnh nhân dùng cháo, mình nghĩ là góp cũng một phần nhỏ của mình về cái phương pháp điều trị. Thì chúng tôi muốn rằng các nhà hảo tâm mạnh thường quân tiếp tục để mà đóng góp cho cái nồi cháo, nồi cơm này để mà phát triển càng ngày càng mạnh, để giúp một phần của mình để mà về ủng hộ cho bà con nằm điều trị ở đây.
Nồi cháo, nồi cơm tình thương vì bệnh nhân nghèo là một hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ phần nào khó khăn với người bệnh. Mong rằng ngày càng nhiều những mạnh thường quân biết đến và đóng góp từ tấm lòng hảo tâm của mình để cùng với hội từ thiện tỉnh giữ cho bếp ăn tình thương này luôn đỏ lửa. Thưa quý vị, trong thời chiến, cựu chiến sĩ tình báo Huỳnh Văn Thắng, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đã có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nổi danh bởi cái tên Năm Thanh khi ông được nhận nhiệm vụ đặc biệt, đó là giã gái để hoạt động cách mạng. Thì nay, trong thời bình, ông lại được bà con nhân dân tại địa phương gọi ông với cái tên thân thương, ông Năm Khuyến Học. Bởi sau khi hòa bình vượt qua nhiều khó khăn, ông đã vươn lên trở thành một nông dân sản xuất giỏi. Đáng khen ngợi khi không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, ông là một nhà hảo tâm, hết lòng vì phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Năm Khuyến Học qua phóng sự sau đây. Quê ở Định Thủy, huyện Mỏ Cày, Bến Tre, ông Thắng là con út trong gia đình có truyền thống cách mạng. Sau đồng khởi năm 1960, phong trào kháng chiến ở Bến Tre lên cao. Để tái kiểm soát, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ thành lập tổ chức Thiên Nga Phượng Hoàng Toàn Mật Vụ Thám Báo. Thành viên của tổ chức này được cài vào các tổ chức kháng chiến, sau đó chỉ điểm khiến hàng loạt cơ sở cách mạng trong lòng địch bị lộ, nhiều chỉ huy cấp cao bị bắt. Khi ấy, ông Năm Thắng với ý chí kiên định, vững lập trường và đặc biệt dũng cảm đã được chọn để cài cắm vào lực lượng địch. Trong 5 năm làm trong đội thám báo Thiên Nga, ông Năm Thắng lập được nhiều chiến công xuất sắc giúp phát triển phong trào cách mạng ở Mỏ Cày, Bến Tre. Khi đất nước hòa bình, ông Thắng trở lại làm người buôn dừa, sau đó cưới vợ, có 5 con. Cuộc sống vất vả không đủ ăn nên năm 1990, ông đưa gia đình lên vùng kinh tế mới Trảng Bom, Đồng Nai. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hiện ông Năm Thắng có trang trại rộng 30 hectare vừa nuôi heo, nuôi cá. Đáng khen ngợi khi ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế cho bản thân, ông Thắng còn có nhiều cách làm hay về khuyến học, khuyến tài, góp phần tạo động lực cho công tác trồng người tại địa phương. Bình quân mỗi năm, ông đóng góp hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ con em học sinh gia cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập. Các trường là cho tôi là mạnh thường quân, giúp đỡ cho con cháu những theo cái trường đó. Thành ra tôi cũng bị vì gia đình mình thì không phải giàu có, nhưng mà mình cũng có con cháu nó đang cái lứa tuổi đi học á. Nên thành ra trường nào mà nhu cầu mình có cái ủng hộ là mình sẵn sàng mình ủng hộ. Hồi đó ở vùng quê tôi thì chiến tranh ác liệt á, tôi cũng thất học. Cho nên giờ các trường, các con cháu giờ nó được ăn học rồi tôi phấn khởi lắm, cho nên ủng hộ. Tôi làm một cái ủng hộ từ thiện tôi không tiếc. Cho nên tôi vinh hạnh lắm. Tôi thấy là anh Năm Thắng là một người thực sự là rất là dễ mến. Thứ nhất, thứ hai nữa, anh đã cùng với lại các đồng chí trong cựu chiến binh ở trong ấp Sông Mây, anh đã có nhiều cái đóng góp cho nhà trường. Cái cụ thể đó là những cái ngày lễ kỷ niệm 30 tháng 4 hoặc là 22 tháng 12, các anh cũng đều đến trường để mà thực hiện cái việc tuyên truyền cái tinh thần chiến đấu cách mạng đối với cho các em học sinh tiểu học. Mặc dù chúng tôi vẫn là tiểu học, nhưng và đồng thời anh cũng đã vận động một số cựu chiến binh ở trong hội cũng có những cái phần quà đóng góp nhỏ để cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cựu chiến sĩ tình báo Huỳnh Văn Thắng mong muốn những món quà mà gia đình gửi đến các học sinh khó khăn sẽ góp phần cho các em có thêm động lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Nhờ nguồn động viên kịp thời này mà nhiều em học sinh dưới sự giúp đỡ của ông đã phấn đấu học tập, đỗ đạt thành tài, là niềm tự hào của gia đình và địa phương. Tôi thì tuổi già nhưng mà còn khả năng như thế nào thì tôi giúp đỡ cho trường, cho các cháu được như thế này. Chút nào thì tôi mừng theo chút nấy. Không những làm kinh tế giỏi nhưng mà đồng chí lại có những cái tấm lòng nhiệt huyết và cái tấm lòng của một cái người mạnh thường quân đối với tất cả các cái thế hệ, thí dụ như các cái phong trào, nhưng mà nhất là đối với cái thế hệ trẻ, cái nền giáo dục của nước nhà. Ngoài công tác khuyến học, ông Huỳnh Văn Thắng còn tham gia nhiều công tác từ thiện như xây cầu, làm đường, giúp đỡ người nghèo. Là huyền thoại trong thời chiến và cũng xứng đáng là người lính thời bình, bằng nỗ lực của mình, ông Huỳnh Văn Thắng đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Tại Đồng Nai, nói đến phong trào khởi nghiệp,
có lẽ cái tên tiến sĩ Nguyễn Văn Tân, trưởng khoa quản trị kinh tế quốc tế, trường Đại học Lạc Hồng, thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, đã không còn xa lạ với những đóng góp của ông cho phong trào khởi nghiệp của nhà trường nói riêng và trên phạm vi toàn tỉnh. Đây cũng là một trong những giảng viên được ví là thành công nhất của ngôi trường này bởi nhiều thành tích mà cá nhân anh cũng như là những sinh viên do anh hướng dẫn đạt được. Vào cuối năm 2016, tiến sĩ Nguyễn Văn Tân khi ấy đã đạt học hàm tiến sĩ và đảm trách công việc trưởng khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng như hiện nay. Dù bận rộn với công việc tại trường, song vị tiến sĩ này vẫn quyết định theo học lớp đào tạo giảng viên giảng dạy chương trình khởi nghiệp quốc gia do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam tổ chức về khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học này, tiến sĩ Tân đã mở rộng tầm nhìn, vỡ ra nhiều điều, có thêm những kiến thức đánh giá đúng về những dự án khởi nghiệp, những công cụ để thẩm định và các chỉ tiêu phù hợp giúp dự án khởi nghiệp thành công. Từ đó, tiến sĩ Tân tham gia thêm nhiều lớp về khởi nghiệp. Những kiến thức học được đã giúp anh tự tin hơn khi đứng chia sẻ với sinh viên, các doanh nghiệp trẻ về khởi nghiệp. Thì lúc nào thầy cũng có mặt và giúp đỡ cho chúng em trong quá trình là chúng ta sẽ báo cáo những gì cho phía bên doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có những cái kiến thức về kinh tế để chúng em phân tích thị trường cũng như là đưa ra những cái giải pháp thích hợp cho bên phía Nam Á Bank để cùng nhau phát triển và phát triển cái ứng dụng thiện tính. Năm 2017 thì quốc gia chúng ta rộ lên cái câu chuyện khởi nghiệp. Thì từ đó thì trường Đại học Lạc Hồng đã gặt hái được nhiều cái thành công bởi vì đã có những cái bước chuẩn bị trước. Và từ năm 2017 thì trường Đại học Lạc Hồng cũng đã có các cái dự án đạt giải nhì quốc gia do VCCI tổ chức. Và liên tục các năm sau đó thì cựu sinh viên của khoa cũng đã đạt giải nhất. Năm 2019 qua 20, 21 cũng đều có các giải. Và cái giải mới nhất đó chính là giải nhì của khởi nghiệp sinh viên năm 2021 là cái giải cao nhất trong cái hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo mà trường gặt hái được. Thì ngoài ra thì các cái giải của tỉnh, giải khu vực thì cũng đạt được giải nhất, giải nhì. Theo quan điểm của vị tiến sĩ này, tiềm năng để khởi nghiệp trong sinh viên là vô cùng lớn, bởi sinh viên có sức trẻ và sức khỏe nên dễ dàng tiếp thu cái mới. Do đó, tiến sĩ Tân đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc phát triển phong trào khởi nghiệp trong nhà trường. Trong cái câu chuyện hỗ trợ thì tôi nhận thấy được rằng là nếu mà sinh viên nhận được những cái giá trị tốt thì ở bất cứ một cái môi trường đào tạo nào có cái công nghệ đào tạo tốt thì nó sẽ giúp cho sinh viên gặt hái được nhiều thành công. Đó là cái chuyển qua một cái lĩnh vực từ nghiên cứu hàn lâm qua cái nghiên cứu ứng dụng để giúp cho sinh viên có những cái trải nghiệm tốt, là đó chính là cái chương trình của khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì trong thời gian qua thì với sự góp sức của tiến sĩ Nguyễn Văn Tân cũng đã giúp cho cái phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trường Đại học Lạc Hồng đạt được rất là nhiều các cái thành tích cao. Trên cương vị là thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp khu vực Việt Nam, thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp Liêm chính Việt Nam từ năm 2021, thành viên Hội đồng Điều phối Mạng lưới Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Đồng Nai, thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ Khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai, tiến sĩ Tân còn thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong phát triển phong trào khởi nghiệp tại Đồng Nai. Mình đam mê cái câu chuyện giúp cho những người xung quanh phát triển. Trước đây thì quản lý nghiên cứu khoa học thì mình giúp cho các bạn giảng viên cũng như sinh viên để thành công cái câu chuyện nghiên cứu khoa học. Khi về quản lý khoa, quản lý sinh viên thì giúp cho các bạn có cái cơ hội khởi nghiệp. Thế thì mình thấy cái việc là sinh viên thành công ở những cái mảng mình quản lý thì điều này mình cảm thấy hạnh phúc. Thời gian qua, tiến sĩ Nguyễn Văn Tân đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi, những đóng góp quan trọng của anh trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cũng như phát triển phong trào khởi nghiệp tại trường Đại học Lạc Hồng nói riêng, cũng như trên phạm vi toàn tỉnh. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thi đua yêu nước kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.